Rồi từng ngày trôi qua như lá rơi chiều thu, tưởng chừng còn trong ta chỉ còn là mơ ước. Có những lúc của anh ta dường như mây che khuất, có những lúc của anh ta dường như đang lặng thầm, rồi chợt buồn trong ta ánh mắt hoen lệ rơi, ngậm ngùi nụ hoa kia chờ ngày hoa quay sang. Chợt bóng phút trong như tiên ban cho con tim phép màu, chợt thấy bóng sáng hoa xinh tung tăng giang tay đón chào. Tìm dường như mơ lối, giấc hoa hương hoa là chính trong ta. Tìm đến như giấc mơ nhưng trong tim ta đâu có ngờ, chợt đến trước mắt như sao con tim ta đâu có hay. Như hoa hồng khoe sắc thắm, nhưng ai làm tim nhỏ máu, trái tim là gió. Nữa con thấy chưa? Dạ rồi, dạ tại rồi. Sao mà lúc nào cũng có rượu nó mới chịu được, con gái gì mà hư dữ vậy? Dạ rồi, để con với Mỹ nó lại nói mà không sao đâu cô. Cô bình tĩnh lại đi cô, cô uống nước đi cô. Con nhỏ này thiệt tình à. Trời ơi, chắc tôi chết rồi. Trời ơi, anh Vũ, Thanh Phượng nó sao vậy anh? Nè cất giùm đi, say xỉn như lần vậy đó. Tên định nó uống vậy, Tanh không cản nó lại rồi đưa nó về nhà luôn. Được vậy thì nói làm gì nữa. Cô nói để cho cổ vui hết bữa nay đi. Anh đành chịu đứng nhìn cổ từ xa thôi. Đã vậy còn say mềm vô ha. Còn tỏ tình nói là thích anh nữa chứ. Cái gì? Đi đâu vậy? Nó nói là thích anh hả? Ờ. Rồi anh trả lời sao? Cô tra hỏi anh hai lần rồi, anh né tránh không được. Hả? Cho nên phải nói ra. Nhưng mà khoan đã. Sao? Lan hứa với anh là Lan không được nổi nóng, anh mới dám nói. Liên quan gì tới tôi mà tôi phải nổi nóng chứ? Có, rất là liên quan. Chuyện gì? Anh nói anh với em. Sao? Đang yêu nhau. Ờ, hả? Đang yêu nhau? Anh... Cô chưa ngủ nữa hả? Ngủ làm sao được hả con? Thanh Mỹ đâu rồi cô? Nó đang ở trọng với con Phượng á, canh chừng sợ con Phượng nó ói. Trời ơi. Cô ơi, từ từ rồi mình tính mọi chuyện nha cô. Cô đừng có khóc như vậy, con sợ lắm. Con ơi, sao vậy hả con? Cả đời cô an ủi lớn nhất là có được hai đứa nó. Bây giờ nhà này có thêm con nữa, cô càng vui hơn nữa. Cô thương con giống như là thương hai đứa nó vậy. Mà cô có làm tội lỗi gì đâu mà bây giờ. Trời ơi là trời, con coi nó mới có 22 tuổi thôi, học năm cuối của đại học, tương lai rộng mở như vậy, biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Mà tại sao như vậy hả con? Tại sao mà ngày nào nó cũng phải có rượu thì nó mới sống được là làm sao hả con? Cô ơi, tuy Phượng 22 tuổi rồi, nhưng mà từ nhỏ đã quen với sự nuông chiều của cô, của Thanh Mỹ. Cho nên so với mấy đứa bạn cùng tuổi á, Thanh Phượng còn ngây thơ lắm. Không sao đâu cô, để con với Mỹ sẽ khuyên can Phượng. Cô lo quá mất công bệnh nữa nha cô. Cô cảm ơn con, con đã an ủi cô. Cô rất là vui, cô rất là hạnh phúc khi có con ở trong căn nhà này. Từ khi căn nhà này có con, trở nên vui hơn. Cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn con à. Cô thương con nhiều lắm, con cũng thương cô nhiều lắm. Phải, má chẳng thà thương con của người tình cũ của má. Chứ không còn thương con ruột của má em nữa. Em nói cái gì vậy Phượng? Hả? Kìa Phượng, em nói cái gì vậy? Con nói cái gì vậy? Em bị điên rồi hả? Đi vô với chị buông em ra đi. Em phải nói rõ với má. Bây giờ
Má chọn chị hay là má chọn con? Má chọn đi. Phước, má không nói gì hết. Con muốn làm gì thì con làm. Sao? Bây giờ má không cần con đúng không? Đó, chị nghe rồi đó. Má không cần em, má chỉ cần cái bà mập đó đó. Trời ơi, vậy em đi khỏi nhà để cho má và bà mập. Giờ chị muốn làm gì thì làm đi. Phượng, em đứng lại. Em đứng lại. Em đứng lại đây. Chị buông tôi ra. Em đứng lại. Buông ra. Chị là ai? Chị là ai mà dám có quyền hành trong nhà tôi chứ? Em hư đốn vừa phải thôi, mới có chút xíu tuổi à, mà dám hỗn láo với má của mình như vậy. Phải, chị không là cái gì trong nhà này hết, nhưng mà chị có trái tim. Chị biết yêu thương cái người đã đẻ ra đứa con hư đốn với em. Em nhìn lại bản thân mình đi, rồi hãy nói người khác. Chị dám đánh tôi, tôi không tha chị đâu. Không tha chị đâu. Trời ơi, con nhỏ này lại. Buông ra. Đưa vô phòng nhanh lên. Nhanh lên. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Trời ơi, trời ơi. Như vậy anh, trời ơi, anh đừng có như vậy có được không? Mấy cái quần áo này nó đâu có tội tình gì đâu chứ. Em không hiểu anh đâu, nhưng mà có chuyện ơi, tất cả đều là vô nghĩa, chỉ có người là anh không có dục thôi. Trời ơi, thôi mà, được rồi, được rồi. Có gì mà anh lo cho Quỳnh Giao vậy? Mới có liên lạc không có được có ngày à, mà anh đã như vậy rồi hả? Em không hiểu đâu. Trời ơi, bình thường thì không sao, nhưng mà hôm bữa đi ăn với nó, thấy mặt nó buồn buồn. Đêm qua giám đốc điện thoại cho nó tâm sự to nhỏ gì đó không biết, mà bây giờ nó tránh mặt luôn cả giám đốc nữa. Em nghĩ coi, anh có lo được hay không? Đúng thiệt á, anh á thì lo cho Quỳnh Giao, còn em á, em cũng đang thú ruột vậy nhỏ Phượng nhà em đây nè. Anh xin lỗi em, nhà em có chuyện mà anh chẳng giúp được gì, bây giờ còn phải nghe chuyện buồn của gia đình anh nữa. Anh à, không có sao đâu, chuyện gì á cũng sẽ giải quyết được mà. Anh đừng có buồn nữa nha. Anh cứ lo như vậy hoài á, anh làm em cũng thấy sốt ruột nữa. Ghê vậy đó. Gì vậy chị? Tối hôm qua ngủ bên nhà nhỏ Mai nên không chứng kiến được cái cảnh mà em tán vô mặt nó. Con nhỏ đó hả, càng ngày càng hư đốn. Sao, em quýnh nó hả? Rồi cô Lam có giận em không? Dạ em không biết, nhưng mà chắc là không. Còn Mỹ thì sao? Mỹ nói á là mấy lần Phượng hổn với cô Lam, Mỹ tính đánh rồi nhưng mà chưa đánh được, nhờ các em đánh trước nên Mỹ cảm ơn em. Nhỏ Mỹ biết điều ghê á. Sao lựa hoài mà không được cái áo nào vậy? Giám đốc nói cho em nghỉ nguyên ngày qua đây lựa đồ. Tiệc gì vậy? Em cũng không biết tiệc gì nữa, nhưng mà chỉ biết là giám đốc nói đây là một tiệc rất là quan trọng, phải ăn mặc cho nó đàng hoàng, bởi vì giám đốc với em là bộ mặt của công ty đó. Ghê chưa chị? Trời, mà giám đốc tự tin quá hen, dám sánh bước với em tới một nơi sang trọng như vậy. Nè, ý chị vậy là sao chứ? Dù sao em cũng là người mẫu của công ty của mình chứ bộ giỡn hả? Chị nhìn em đi, đẹp không? Ý gì? Ý gì đâu. Có. Ê, nếu 110 á, nếu mà mạnh mẽ tự tin như vậy đó hả, thì chính ù cũng bớt khổ rồi. Chị thôi đừng có buồn mà. Có buồn đâu. Chị cái này được không chị? Được không?
Được không? Được được. Đẹp thôi, quá. Nhưng mà hơi ngắn. Kỳ lắm chị ơi. Ngắn quá hả? Ngắn quá được cái chân ra bự ghê ha. Ừ. Chân có ghẻ không? Ừ. Hơi có. Kiếm kiếm cái dài một chút đi. Cái dài một chút đi. Cái nào bây giờ? Đó, chị Mai nghĩ coi. Coi tôi có đáng bị tội nghiệp lắm không? Tôi bỏ quê tôi đi lên đây theo người ta, mà người ta có ngó ngàng gì tới tôi đâu. Dù tôi có hay ghen chút đỉnh đi nữa, là cũng chỉ vì tôi thương người ta thôi. Thì cũng tại anh nữa. Con gái người ta cũng có thì chứ bộ. Chị Chính á, đã 30 rồi. Chờ anh mỏi mòn, chắc ế luôn quá. Mà thiệt tình nha, tôi nói anh đừng có giận. Anh phải can đảm đấu tranh, giành hạnh phúc của mình chứ. Tôi thấy anh thụ động thấy mồ luôn à. Vậy mày nghĩ coi, tôi còn phải làm cái gì nữa? Tôi phải bỏ quê, bỏ má tôi, tôi bỏ ruộng, tôi bỏ mắm, tôi bỏ xứ sở quê hương, tôi lên đây tôi theo người ta. Còn muốn cái gì nữa bây giờ? Anh lên đây có giải quyết được cái gì đâu. Má anh không chịu, mai mốt lên cũng kiếm anh về. Anh á phải đưa bả vào thế đã rồi thì bả mới chịu cưới chị Chính. Chứ không thôi là hết cách à. Nghe lời em, nghĩ kế đi. Kế hả? Ừ. Cái gì bây giờ? Tôi đã nghĩ nát óc tôi luôn rồi. Không có kế gì hay hết á. Hay chị Mai nghĩ cho tôi đi. Nghĩ kế hả? Ừ. Để tôi nghĩ. Kế hả? Chị Mai nghĩ cho tôi đi. Kế. Có chưa? Hả? Được. Có chưa? Anh để tôi suy nghĩ coi. Có chưa? Ê! Ây da! Trời ơi! À! Có rồi! Có kế rồi, có kế rồi! Cái gì? Anh á, phải có em bé rồi bồng về. Cháu bà, không lẽ bà không nhận? Trời đất ơi! Tưởng cái gì hay lắm. Kế đó dễ ẹt. Đủ chính làm hoài chính đâu có chịu. Chính nói á, hãy về với tôi á, thì phải danh chánh ngôn thuận. Phải họ hàng hai bên chấp nhận, bà con cô bác chấp nhận. Vậy là bó toàn thân luôn rồi. Phương à, má muốn nói chuyện với con. Con à, tại sao hai má con mình phải ra nông nổi như vậy chứ? Tại sao má hỏi con câu đó? Người hỏi câu đó là con mới đúng chứ. Thôi được rồi, cứ cho là má không có một lý do nào để hỏi con câu đó. Vậy thì con có lý do nào để con hỏi má chứ? Con nói đi, nói cho rõ ràng. Con hỏi má, tại sao má thương người dân hơn con ruột của mình? Ý con nói là má thương Lan hơn con á hả? Con nói là má thương con Lan hơn con cái gì? Thì bằng chứng là má để chị. Hả? Má biết rồi còn hỏi. Má để nó đánh con, có đúng vậy không? Con sai hoàn toàn rồi. Con ơi con đã bất chấp lời khuyên nhủ của má. Con không nghe lời can ngăn của chị Mỹ. Không phải vì con Lan, mà tại vì con quá tự mãn. Con không muốn ai hơn con hết. Con chỉ muốn là anh Vũ để ý đến con, thương yêu con, chăm sóc con, chứ không được quyền chăm sóc cho con Lan chứ gì, đúng không? Con không có. Con ơi con, đến khi đối diện với sự thật là Vũ chỉ quan tâm tới Lan thôi thì con ghen tức. Con đã làm đủ tất cả mọi cách để Vũ để ý đến con. Con trở thành một cô gái rồi ăn chơi, vô quán bar rồi nghiện ngập rồi say rượu. Tại sao vậy? Một đứa con gái có ăn có học, một đứa con gái đàng hoàng tử tế, bỗng dưng phải lợi dụng tất cả những tình huống xấu để người ta để ý đến mình là sao hả con? Con ơi, lẽ ra cái người tát con đêm hôm qua không phải là con Lan đâu, mà là má mới đúng. Má không dám đánh con. Con hãy suy nghĩ lại đi.
Chị Lan á không phải là người tham lam, độc ác, ích kỷ đâu. Mà Lan á là một đứa sống biết nhân biết nghĩa, biết yêu thương mọi người. Con sai hoàn toàn rồi con à. Con phải suy nghĩ lại đi con. Con biết, con biết là chị tát con vì con hổn với má. Nhưng mà biểu con xin lỗi chị, con không làm đâu. Có chết con cũng không làm. Ôi thôi thôi con. Con ơi con, chứ con nghĩ sao hai chị em sống chung một nhà, ra vô gặp mặt nhau mà cứ mặt nặng mặt nhẹ như vậy thì làm sao được hả con? Thì con từ từ nói chuyện với chị. Rồi. Nhưng con không nói chuyện với cha Vũ đâu. Thôi được rồi, má chỉ muốn là con làm lành với chị Lan thôi. Còn cái chuyện mà con muốn nói với anh Vũ hay không nói á thì cứ từ từ, chuyện của con má không có ép. Mình đúng là ngu xuẩn khi không vì chuyện cá nhân mà ăn nói hỗn hào với má. À, đói bụng đúng không? Con đói, con đói bụng quá. Thôi được rồi, đi qua bếp má làm gì cho mà ăn. Từ hôm qua tới bây giờ ói hết có cái gì ở trong bụng đâu. Má. Cái gì? Con thương má nhất nhà. Rốt cuộc ông dặn tôi chuyện gì đây? Bữa giờ ông có gặp Giao không? Có. Tôi với Giao có đi cà phê với nhau. Nhưng mà ông đừng có hiểu lầm nha. Tôi với Giao chỉ xem nhau như hai người bạn bình thường mà thôi. Nè, ông có biết vì sao Giao giận tôi không? Không. Giao tránh mặt ông hả? Ừ. Ông nè, chắc không phải Giao giận gì đâu. Có lẽ là do Giao căng thẳng quá thôi. Ông hiểu tánh của Giao rồi đó. Mỗi khi căng thẳng lên á thì tắt máy điện thoại, không nghe gì hết. Đến khi nào á cậu hết buồn thì xuất hiện trở lại thôi. Hình như là ông nhớ rất rõ những thói quen của Giao ha. Dù gì thì tôi với Giao cũng yêu nhau 8 năm mà. À, còn chuyện quản lý cửa hàng Duyên Thầm, tôi tính là sẽ chuyển 50% của phần sang cho ông. Ông giúp tôi giải quyết nợ với ngân hàng. Chỉ có một điều là tôi muốn tiếp tục giữ chân quản lý cửa hàng này. Nè, ông cảm thấy điều gì thú vị ở Duyên Thầm? Hay đơn giản, đó là một cửa hàng có doanh thu cao nhất của Nam Dũng? Ông biết tính của tôi mà. Tôi là người tham vọng. Nhưng mà sau tất cả những thất bại, bây giờ tôi muốn tìm một vị trí an toàn, sống cuộc sống thanh thản. Từ khi ông về nước, ông đã lựa chọn một cửa hàng béo bở nhất của Nam Dũng. Ông quả là nhạy bén. Và hình như trong kế hoạch lần này của ông có cả Giao nữa. Tôi nói cho ông biết, nếu mà ông làm tổn thương Giao thêm một lần nữa thì ông đừng trách tôi nghe. Chào giám đốc à. Chào giám đốc. Hai người biết nhau à? Mới về Việt Nam, tôi nghe tiếng Duyên Thầm về cô Lan đây, nên tò mò ghé sang. Ủa, bữa nay cô không ở cửa hàng sao? Dạ, bây giờ tôi làm trợ lý cho giám đốc Nam à. Cái gì? Trợ lý à? Bên phòng nhân sự hết người rồi hả? Thôi, ông về đi. Có gì tôi bàn với chú Hoàng rồi sẽ thông báo cho ông sau. Ừ, ok. Chào cô nha. Dạ, chào anh à. Cô ngồi đi. Dạ. Nè,
Tối nay cô ăn tối cùng tôi với khách hàng nha. Tối nay ạ? Giám đốc không báo trước cho nên tôi không có chuẩn bị đồ đạc gì hết à. Sáng giờ qua cửa hàng không lựa đồ luôn. Hồi sáng có qua, nhưng mà giám đốc nói là thứ bảy mới đi, cho nên là tôi chỉ chọn có một bộ thôi. Với lại chú Hoàng nói là bộ sưu tập mới ra sẽ có bộ đồ hợp với tôi. Chú sẽ chọn cho tôi sao ạ? Mặc như vậy cũng được rồi. Tối nay tôi chỉ ăn xả dao thôi, rồi cô ghi chép cho tôi một số vấn đề thôi. Dạ, tôi biết rồi ạ. À, dạ. Xe của cô sao rồi? Dạ, hôm nay bình thường rồi. Tại bữa trước nó bị ướt cái buri ạ. Ừ, nè, cô về phòng làm việc đi. Nhưng nhớ 6 rưỡi xuống sảnh đợi tôi nghe. Dạ, chào giám đốc ạ. Dạ, mời anh chị Dung. Hy vọng chúng ta sớm đi đến thỏa thuận cuối cùng. Công ty Nam Dũng rất là vinh dự được hợp tác với công ty của ông. Anh mời. Hoàng Nam á, tuổi trẻ tài cao mà thật là khiêm tốn. À, mời ông. Mời. Ủa, cô không nâng ly sao? Dạ. Lúc ăn uống không cần phải ghi chép đâu. Dạ. Xin lỗi ông, đây là thư ký mới của tôi, chắc chưa quen việc đâu. Tôi có coi hình của cô trên trang web của cửa hàng Duyên Thầm. Nói thiệt, cô rất đẹp và có duyên lắm. Dạ, cảm ơn ông ạ. Mời em. Xin mời ạ. Ông nói đi. Nói một lần rồi thôi. Tôi yêu cầu ông, từ nãy về sau đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Anh sắp định cư qua Mỹ luôn. Anh nhớ lại những gì mình đã trải qua và những gì mình đã làm, nên anh muốn gặp tìm em. Tìm tôi để làm gì? Để cầu xin em hãy tha thứ cho anh những gì mà anh đã làm với em. Để cầu xin sự tha thứ hả? Để bù đắp những lỗi lầm mà anh gây cho em. Bù đắp cho tôi? Ông lấy cái gì để bù đắp cho tôi? Sự tổn thương về mặt tâm lý của tôi trong suốt cả thời gian qua, những đêm tôi bị ám ảnh kinh hoàng, giật mình tỉnh giấc, người thì run lẩy bẩy. Nhiều khi tôi muốn tìm một ai đó để thoát khỏi sự cô đơn, nhưng lại không có xúc cảm gì thể xác. Và tôi sống như một người đã chết. Tất cả là do ai? Vũ à, xin em hãy tha thứ cho anh. Hãy để cho anh bù đắp lại cho em bằng hình thức này. Ông nghĩ là có thể bù đắp về thể xác và tinh thần bằng hình thức này sao? Hả? Anh xin em. Anh xin em mà. Ông làm gì vậy? Buông tôi ra. Anh Vũ à, ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Buông ra. Anh Vũ ra. Buông ra. Làm cái gì vậy hả? Tôi nói cho anh biết nha, tôi là vợ của anh Vũ đó nha. Tôi cấm anh không được đụng đến anh Vũ của tôi đó nghe chưa? Vũ khôn hồn á thì biết khỏi lên đây. Không á hả, tôi quánh anh á. Tôi giữ lắm đó nha. Tôi quánh á. Bây giờ sao? Anh có đi không? Tôi chọn bể nào đó. Đi không? Đứng lại. Đem hết đồ của anh đi, nhanh lên. Vũ. Đi đi. Vũ cái gì? Tạm biệt em Vũ. Anh Vũ. Anh có sao không vậy? Hồi nãy tôi sợ lắm á. Mà tôi cố gắng tôi không sợ á. Thằng cha đó thấy ghê quá vậy. Anh có sao không vậy? À? Tôi ổn mà. Tôi không sao đâu. Cảm ơn Lan. Có gì đâu mà cảm ơn tôi. Mình là bạn bè mà. Thôi bây giờ anh ngồi đây đi. Đợi tôi nha. Tôi ra ngoài kia, rồi tôi lo xong công chuyện của tôi đã, rồi tôi gặp anh sau nha. Có gì tối gặp ở sân thượng ha. Mà thôi, nếu không về một mình được á thì ngồi đây đợi tôi đi. Xong việc á tôi qua liền với anh nha. Anh có ổn không? Lan cứ lo công việc của mình đi.
Tôi không sao đâu. Thiệt không? Vậy tôi đi nha. Có gì điện thoại tôi biết liền nghe không? Cảm ơn Lan về chuyện tối nay nha. Có gì đâu mà cảm ơn tôi. Bây giờ á, anh cứ kể hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe đi. Để lâu quá trong người không có thoải mái đâu. Lan thật sự có muốn nghe chuyện của tôi không? Năm tôi vừa tròn 15 tuổi, gia đình tôi có một cuộc sống khó khăn. Cha tôi đã bị phá sản, ông cứ suốt ngày đắm mình trong men rượu. Còn mẹ tôi thì cáo gắt, đánh đập con cái. Và tôi đã đi bụi. Tôi đã bỏ nhà đi theo một đám bụi đời và tụ tập ở các vũ trường. Và tôi đã gặp người đàn ông đó, một kẻ bệnh hoạn về. Về giới tính, hắn đã chấm tôi trong một đám thanh niên choi choi, đi theo hắn uống rượu ké. Lúc đó tôi ngây thơ lắm, tôi cứ tưởng hắn ta tốt với mình. Hắn đề nghị tôi đến nhà hắn ở. Sẵn tâm lý chán nản gia đình, tôi đã gật đầu đồng ý. Thật không ngờ đó là một cái bẫy. Vào một đêm, hắn đã lợi dụng lúc tôi còn say để cưỡng bức tôi. Và kể từ đó, hắn cứ bám riết lấy tôi. Tôi phải nhập viện tâm thần, điều trị suốt 2 năm trời. Cũng trong thời gian đó, ba mẹ tôi đã ra tòa ly dị. Và tòa đã xử mẹ tôi được quyền nuôi con. Mẹ tôi nhận được một công việc làm ở Philippines. Ngày mẹ tôi dẫn tôi ra sân bay, bà mới nói là qua bên đó hai mẹ con mình sẽ làm lại từ đầu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ thoát khỏi tay ông ta. Vậy mà những nỗi ám ảnh đó cứ theo mãi trong giấc mơ của tôi. Trong những lúc tôi ngủ, nếu anh cần một người để ôm thì hãy dựa vào tôi đi.
Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, anh đã được giải thoát rồi. Ông ta mà làm gì anh á thì biết thay tôi. Tôi không để yên đâu. Yên tâm đi anh nha. Trời cũng đã khuya rồi, tôi xuống nhà ngủ nha. Anh xuống với tôi không? Không. Vậy tôi xuống trước nha. Lan à, anh có chuyện này. Chuyện gì? Anh cũng ngủ ngon nha. Không có hết hồn. Lớn rồi nhưng nít. Chơi cái trò. Chính bận gì vậy? Đang lau nhà. Không thấy sao phải hỏi. Sao Chính cầu mầu với tôi hoài vậy? Chính còn giận dù hôm bữa đánh ghen đuổi tà chù liễu đạp qua hôm bữa đó sao? Chính nghĩ cho tôi đi Chính. Xích ra. Tại Mười có ghen chút đỉnh là tại Mười thương Chính nên Mười mới ghen chút bộ, phải không nè? Chà. Mới mua nè, tặng Chính nè. Thèm. Chà. Để Mười cài cho Chính nha. Không. Cái mặt này mà cài lên chắc đẹp dễ thương lắm ta ơi. Ý cái này không hợp. Cái này mới đẹp nè. Giống con búp bê quá à. Cái này để dành tốn ngủ cài nha. Không đây có để tụi nó xin. Ê, để Mười lao giùm chó. Thôi để tôi làm. Thôi, cho nói, để Mười lao cho nè. Nước nè. Công nhận á hả, cái chiêu chuyện tình chàng mập hôm bữa của Mỹ hiệu nghiệm ghê luôn á. Bây giờ hả, ông Mười đảm bảo không dám rời khỏi mắt Chính ù một giây phút nào luôn. Chắc chắn rồi. Mà anh Mười ấy nha, anh sẽ có thêm sức mạnh để chiến đấu với má của ảnh. Chắc kỳ này họ sẽ làm đám cưới cho mà coi. Mà hôm bữa hả, Mỹ tìm anh chàng mập ở đâu ra hay quá vậy? Anh diễn xuất như một diễn viên vậy á. Trời ơi, tỏ tình với Chính độ như thiệt luôn. Làm tụi này ghen muốn chết đi được à. Cái anh chàng đó ở bên câu lạc bộ bác phì chứ đâu. Mà ảnh hay đóng kịch cho câu lạc bộ lắm. Cho nên nghĩ sao mà diễn xuất tốt được. Coi bộ á, anh ấy cũng dễ thương ghê luôn á. Bữa nào á, mày giới thiệu cho tôi đi. Bữa nay ghê quá nha. Thôi được rồi, để bữa nào á giao hàng cho bên câu lạc bộ bác phì, tôi sẽ dẫn mấy người theo. Ê mà bên đó có rất là nhiều anh chàng dễ thương hơn nữa kìa. Vậy hả? Mày hứa rồi đó nha.
Con nghe nè chú. Con Giao đã liên lạc với giám đốc chưa? Dạ chưa. Còn chú thì sao? Nó không có gọi, nhưng mà nó nhắn một tin nhắn vậy nè. Ba yên tâm đi, con ổn. Dạ, cổ liên lạc là tốt rồi. Nếu có tin gì chú nhớ báo cho con biết nghe. Ừ, mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa giám đốc với con Giao nữa. Chính con cũng đang thắc mắc điều đó. Nhiều khi con không hiểu nổi Giao nữa. Con nhỏ đó nhiều khi tánh tình nó cũng còn con nít lắm. À, thôi giờ vậy, tối nay tôi mời giám đốc đi nhậu với mọi người cho nó khuây khỏa nghe. Dạ cảm ơn chú. Tối nay con phải dự một buổi sự kiện rồi. Gặp lại chú sau nha. À, chết, xin lỗi nha. Bữa có nghe ông Xuân Lan nói mà tôi quên mất. Dạ thôi tôi cúp máy nha. Dạ chào chú. Dạ. Bữa nay má nấu món gì cho con ăn vậy? À, thịt kho tàu, canh cá thác lát với lại rau muống sò tỏi. Chà, nghe thôi là đã thấy đói bụng rồi. Nè, tối nay có hai má con mình ăn cơm thôi nghe. Ủa, vậy chứ còn chị Lan, chị Mỹ, rồi còn chị Chính nữa. Mấy người đó đi đâu mà không ăn cơm? Chà, sao bữa nay biết quan tâm đến mọi người dữ vậy ta? Nhưng mà cái lòng tốt của con á, là coi như là bị từ chối rồi. Tại vì mấy người đó họ có hẹn hết. À, Lan á, thì là đi dự tiệc với giám đốc. Còn Mỹ á, với chị Chính á, thì kéo nhau đi ăn bên cửa hàng. Dạ. Nghe nói là 10 nó cũng rủ con Vũ đi luôn. Nè con, bữa giờ á, con nói chuyện với chị Lan chưa? Chưa má. Nè, con tính đi thực tập ở đâu? Dạ, con cũng chưa biết nữa. Chị Mỹ có nói với con á, là nếu muốn vô công ty chị á, để chị nói với giám đốc. Nhưng mà con muốn tự tìm à. Ừ, biết tự lập vậy là tốt. Nhưng vậy nhắm được cái công ty nào để xin vô chưa? Dạ thì cũng có vài công ty cũng được lắm. Con nghĩ là chắc họ sẽ nhận hồ sơ của con thôi à. Nhưng mà... Nhưng sao? Thì con muốn rong chơi thêm chút xíu nữa. Chứ thực tập cũng giống như đi làm vậy đó, chán ngò mà. Còn muốn níu kéo cái mùa sinh viên á, lâu hơn chút xíu. Nè, níu cái mùa sinh viên á thì được. Chứ nếu như mà níu cái mùa rượu bia đem về nhà là ăn đòn. Má này, con biết lỗi rồi. Má nhắc hoài à. Ừ. Năm phút nữa mà cô không ra, tôi vào trong, cô sẽ biết tay tôi. Bây giờ cô xuất hiện rồi hả? Được không giám đốc? Cô đây hả? Dịch đen xấu xí đã biến thành thiên nga rồi hả? Dạ, mình đi được chưa giám đốc? Được, được, vậy mình đi thôi. Taxi.
Chào mọi người. Tới rồi kìa. Chào Mỹ. Ủa, chú Hoàng đâu Mỹ? Chú Hoàng á hả? Chú Hoàng trong túi Mỹ nè. Em chụp quê chị Hoài hả? Em nói giỡn thôi, chứ chú Hoàng mới điện thoại cho em nói là ở nhà có việc, cho nên chú tới trễ một chút. Mọi người cứ ăn trước đi, khỏi đợi, chút nữa chú tới chú trả tiền. Ủa vậy hả? Trả tiền hả? Quá. Ăn uống mà có người trả tiền á, tâm lý thoải mái, cô bộ ăn được nhiều á. Ăn đi, ăn đi. Xin mời. Nó bụng quá. Mình uống miếng đi. Mời anh mời. Mời. 1, 2, 3. Vô. Trời là lớn quá. Rất tiếc là hôm nay em không có dịp gặp mặt được chú Hoàng ha. Yên tâm đi, một chút nữa chú tới, mẹ sẽ giới thiệu mọi người quen biết nhau liền mà. Ăn đi. Ăn đi. Nè, nghe Hoa Hồng nói á, cái tiệc Xuân Lan đi á là cái tiệc gì ta? Cái tiệc gì mà đứng ăn không à? Ta gọi là tiệc buffet. Dạ buffet. Hả? Buffet chính à. Trời ơi. Buffet, buffet. Mà buffet á có nghĩa là tiệc tự chọn, hay còn gọi là tiệc đứng. Trong cái buổi tiệc đó đó, người ta có thể đi lại rồi tự chọn món ăn cho mình. Cái lợi của tiệc buffet á là nó có thể phục vụ cho tất cả mọi người, cho rất là nhiều người. Và cái đặc điểm hay nữa của nó là nó có thể giúp cho mọi người có nhiều cơ hội giao tiếp với nhau, nhất là những buổi tiệc mà có tính chất xã giao. Hay quá vậy. Ừ. Hèn gì, nhỏ Hoa Hồng còn nói nghe, nó con Lan mà đi ăn cái tiệc buffet đó đó, thế nào cũng đem cái bụng đói về nhà cho mà coi. Nói vậy là cậu hiểu rồi ha. Nó mà đói bụng á, thế nào cũng réo cậu chở đi ăn cho mà coi. Em lúc nào cũng sẵn sàng hết chị à. Cô Mỹ ơi. Cho tôi xin lỗi nha. Ủa chú em, chú em bà con sao với cô Xuân Lan vậy? Mà trời đất ơi, đàn ông đàn trai gì mà đẹp ác dữ thần ôn vậy trời. Tôi nói thiệt chứ, tôi đàn ông nè, mà tôi nhìn thấy tôi còn mê á. Ê, mê cái gì mà mê? Ông đừng có nói với tôi là ông bê đê nghe. Bê gì mà bê, bê chính thì có. Ê, quỷ, quỷ này, quỷ này, nói có ai mốt ngồi đây mà nói tầm bậy bạ không hả? Biết cậu Vũ là gì không? Cậu Vũ á là người lọt vô mắt xanh của con Xuân Lan đó. À, giống như Mười lọt vô mắt xanh của Chính vậy đó hả? Tôi lọt vô mắt ông thì có. Anh Vũ. Thiệt vậy không? Bộ như vậy không giống sao? Tìm dường như